Ngoài xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngoài sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà 5 tầng xây mới tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với vị trí ngôi nhà này, quý vị sẽ rất là phù hợp đi làm ở cung đường Hà Đông, đi làm ở Hoài Đức, đi làm ở Nam Từ Liêm quý vị nhé, và đi làm ở Mỹ Đình, bởi vì từ vị trí ngôi nhà này quý vị có thể đi qua Đại Mỗ và đi qua trục đường Sa Đôi là có thể đi ra Mỹ Đình rồi. Phạm vi bán kính từ ngôi nhà này mà đi ra tới Mỹ Đình nó chỉ khoảng tầm 7 km thôi thưa quý vị. Và với ngôi nhà hoàn thiện xây mới, hướng nhà là hướng Đông Bắc, thiết kế của ngôi nhà 5 tầng 3 phòng ngủ. Căn nhà thì ở trên cái cụm dự án có 5 căn, bán 4 căn và còn duy nhất một căn nhà này nằm ở trong ngõ trong cùng mọi người ạ. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể ngôi nhà với thiết kế 5 tầng xây mới ra sao. Tất nhiên 100% sổ sách chuẩn chỉnh, bàn giao nhà đúng như theo hiện trạng Ngọc Ánh quay và review, sổ sách chuẩn chỉnh, giá bán của ngôi nhà này cực kỳ là hợp lý nha quý vị, cực kỳ là hợp lý tại thời điểm hiện tại, và bàn giao nhà được luôn theo đúng như hiện trạng. Quý vị có thể mua buổi sáng, buổi chiều dọn đồ về ở được luôn. Tầng 1 của ngôi nhà thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở phần phòng khách của ngôi nhà. Với phần hoàn thiện, căn nhà này thì được cái phần mặt tiền nó dài mọi người ạ, cho nên thiết kế công năng sử dụng tương đối là hợp lý, cửa rồi là mọi cái đều rất thông thoáng. Phần cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế ở đây là toàn bộ là cửa gỗ mọi người nhá. Đấy, cửa chính thiết kế là một lớp cửa gỗ chắc chắn, an toàn, thẩm mỹ. Với phần hoàn thiện phòng khách ở đây thì chủ nhà thiết kế cho quý vị ở đây kệ TV, vách ốp PVC cũng như hệ thống trần thạch cao, đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện, gạch lát nền kích thước gạch 60-60, hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt và hoàn thiện đầy đủ, riêng biệt từng căn, sổ đỏ riêng biệt từng căn, giá bán bao gồm toàn bộ nhà và đất, đầy đủ giấy phép xây dựng để có thể hỗ trợ quý khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 80%, hiện tại với lãi suất là ưu đãi nhất 8.2 thôi mọi người nhé. Và đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà, với phần phòng bếp hoàn thiện chỉnh chu đầy đủ cho quý vị. Tủ bếp, giò vòi rửa, chậu rửa cũng như phụ kiện bếp đều lắp đặt đầy đủ. Hồ sơ điện thì sử dụng là điện lực EVN Hà Nội, nước sạch sông Đà mọi người nhé. Với 5 căn nhà này bán 4 căn, hình thức thì ở đây, ở bên mặt này là có 2 căn, bên mặt kia là có 3 căn. Xây thì cạnh nhau thôi, còn tất cả là tường riêng, cột riêng, móng riêng thưa quý vị. Quý vị hoàn toàn yên tâm về chất lượng hiện tại của chủ đầu tư xây. Mặt bếp ốp đá granite, xung quanh ốp gạch mọi người nhá. Đấy. Chậu rửa, vòi rửa lắp đặt xong hết rồi. Và ngoài ra phần tầng 1 thì thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1 cho quý vị. Đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Toàn bộ của trụ tay vịn cầu thang, hay mọi người có thể nhìn thực tế, toàn bộ là gỗ. Và mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá granite. Ngăn cách giữa phần cầu thang, phần phòng khách ở đây thì là một vách gỗ CNC, màu sắc rất là nhã nhặn, thiết kế công năng sử dụng rất là hợp lý. Mời quý vị theo chân ngoài lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và quý vị ơi, ở cái ngôi nhà này thì ở trên phía hành lang đi vào cầu thang là có cửa sổ thông thoáng, với phòng ngủ thiết kế như sau. Trên phía tầng 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế cho quý vị mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Trong phòng ngủ thì thiết kế đầy đủ cửa sổ thoáng trước, thoáng sau, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Hướng nhà là hướng Đông Bắc, rất là mát người nha. Đây, thoáng trước, thoáng sau, cửa sổ thoáng mọi người ạ. Đấy, hệ thống trần thạch cao, đèn led, gạch lát nền kích thước gạch 60-60, phòng ngủ vuông vắn, rất là dễ dàng kê đồ nội thất cho quý vị. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ, và phòng vệ sinh ở phía bên ngoài, với phòng vệ sinh rất là rộng, đầy đủ cho quý vị, bồn cầu, hệ thống sen cây tắm, gạch thì ốp lên tới tận trần, rất là sạch sẽ, lavabo bàn đá.
Từ vị trí ngôi nhà này, Ngọc Ánh chia sẻ một chút. Nó rất là gần với trung tâm thương mại Aeon Hà Đông. Nó cách với trung tâm thương mại Aeon Hà Đông khoảng tầm 1,5 km, gần với Vinhome Smart City. Quý vị đi làm có thể theo cái cung đường mà Lê Trọng Tấn đi ra Đại lộ Thăng Long, hoặc quý vị có thể đi tắt từ Aeon sang bên Đại Mỗ, đi đường Sa Đôi ra tới Mỹ Đình, hoặc quý vị có thể đi làm ở Hà Đông, Hoài Đức. Nói chung là với cái vị trí này thì đi lại tương đối là thuận tiện. Mọi người muốn tìm hiểu thì cứ liên hệ ngay với Ngọc Ánh Nhà Tốt để em có thể gửi cái định vị ngôi nhà để cho quý vị có thể tham khảo nhé. Mời mọi người theo em lên khám phá tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và tầng 3 của ngôi nhà thì cũng được thiết kế tương tự như tầng 2, đồng thời tầng 4 cũng như vậy mọi người nhé. Tầng 2, tầng 3, tầng 4. Em quay review chi tiết cụ thể. Nhà có sao thì chia sẻ thực tế cho quý vị như vậy. Móc, méo hoặc là chéo thì Ngọc Ánh cũng sẽ chia sẻ trước, để quý vị có thể cân đong đo đếm xem nó có phù hợp với lại cái giá bán này, phù hợp với cái vị trí này, phù hợp với cái công năng mong muốn sử dụng của một hộ gia đình nhà mình không. Thì mọi người có thể liên hệ em tư vấn trực tiếp và để đi xem nhà. Không có căn nhà này thì có căn nhà khác. Bởi vì sao? Quỹ căn của Nhà Tốt vô cùng nhiều. Giá bán thì thấp nhất một căn chỉ hơn 1 tỷ một căn thôi. Với cái hơn 1 tỷ đấy thì nó không thể nào gần trung tâm được mọi người ạ. Tuy nhiên, Ngọc Ánh đang muốn chia sẻ rằng kho hàng Nhà Tốt rất là đa dạng và phong phú, để cho quý vị có tầm tài chính từ thấp nhất đến cao nhất, có nhiều sự lựa chọn nhất cho mình. Tất cả các phòng, cửa sổ trước, sau, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt cho quý vị tinh tương, đầy đủ, về ở được ngay. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 3 của ngôi nhà. Và tầng 4 của ngôi nhà thiết kế cũng tương đương mọi người nhé. Như vậy, với thiết kế 5 tầng, 3 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, tầng 1, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 thiết kế rất là hợp lý cho mỗi một tầng sử dụng, đều có cái công năng sử dụng của nó hài hòa cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Mời quý vị theo em lên tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị công năng sử dụng như sau. Trên phía tầng 5, đứng ở đây, rất là thoáng mọi người ạ. Từ vị trí ngôi nhà này, kia là Vinhome Smart City. Đứng từ vị trí ngôi nhà này có thể nhìn thấy khu đô thị Sông Nội đây mọi người ạ. Đó, khu C, khu D, Galaxy Simcoe Lê Trọng Tấn. Và trên phía tầng 5 thiết kế cho quý vị, hiện tại Ngọc Ánh đang đứng là phần sân phơi, khu vực để máy giặt và phòng thờ đây ạ. Với phần phòng thờ hoàn thiện cho quý vị đầy đủ, một phòng nhỏ nhắn, hợp lý, riêng biệt, yên tĩnh, cửa sổ thông thoáng. Ngôi nhà này quý vị dọn đồ về ở được ngay, sổ đỏ trao tay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Giá bán cực kỳ là hợp lý tại thời điểm hiện tại mọi người nhé. Giá bán của anh sẽ để dưới phần bình luận. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình. Ngọc Ánh chỉ dùng duy nhất hai số thôi: 0983013403 hoặc 0888041444. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng yêu quý ở những video tiếp theo.